Và kính thưa quý vị, sau những ngày hỗn loạn của biến cố 30 tháng 4 năm 1975, tiếp theo đó là những năm tháng của những người tìm đường vượt biển, tìm tự do. Không những là vượt biển mà còn tìm những con đường bộ đi đi qua đất Campuchia, đất Thái, v.v. Kính thưa quý vị. Và câu chuyện của những người vượt biển là một cái nỗi đau lớn nhất của dân tộc Việt Nam. Và có thể nói đó là tội ác của Cộng sản Bắc Việt đã đày đọa khiến người dân miền Nam phải bỏ nước ra đi tìm đường tự do. Không biết con đường vượt biên của Thiên Hương đã trải qua như thế nào? Thưa quý vị, Thiên Hương đúng là một thuyền nhân. Đó, bởi vì Thiên Hương đã rời Việt Nam trên một chiếc ghe bầu, một chiếc ghe mà người ta đi trên sông đó. Phải cảm ơn Thượng Đế, Thiên Hương là một trong những người thuyền nhân may mắn nhất, bởi vì chỉ sau 4 ngày lênh đênh trên biển và 4 tháng ở trại tị nạn thì Thiên Hương đã đến California. Vào đúng, Thiên Hương rời Việt Nam ngày 10 tháng 4 năm 1980 và đến California ngày 17 tháng 8. Có nghĩa là đúng chỉ có 4 tháng như là một mùa hè mà thôi. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Ở trại tị nạn, Thiên Hương đã được gặp, đã được nghe rất là nhiều câu chuyện thương tâm của những người bị hải tặc, của những người bị cướp. Chúng ta đọc về câu chuyện Bolly Now, về những người bị lạc ở trên những hòn đảo mà phải người sống phải đành phải ăn thịt người để tồn tại. Rồi những câu chuyện mà chúng ta nghe anh Dương Phục và chị Thanh Thủy kể lại ở trên đảo Cocra. Đó, những cái câu chuyện rất là thê thảm mà chúng ta nếu không có những người sống để kể lại thì chúng ta không thể nào tưởng tượng là nó có thể xảy ra, khi mà người ta bị hãm hiếp, bị đánh đập, bị tra tấn, cướp bóc và chết một cách thảm thương. Và chúng tôi tin rằng những câu chuyện thương tâm đó trong suốt 45 năm qua, mọi người ai cũng đã từng xem qua, từng đọc qua và từng biết qua. Và đương nhiên khi nói đến vượt biên và vượt biển đó, thì không phải là một chuyện đơn giản là nhảy lên tàu mà đi. Có những cái sự chắc bóp, những sự chuẩn bị, từng cái lon dầu, từng cái thùng dầu một chôn ở dưới những cái bãi cát, rồi để một ngày nào đó lôi lên rồi lại để mà chuyển đi. Nói đến đây, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức một ca khúc Đêm chôn dầu vượt biển của nhạc sĩ Châu Đình An với tiếng hát của Phạm Đỗ Thiên Hương. Đêm nay anh gánh dầu xa biển, anh chôn chôn hết cả những gì của yêu thương, anh chôn chôn mối tình chúng mình, gửi lại em trăm nhớ ngàn thương. Họ ơi tạm trời, anh bỏ quê hương ra đi trên chiếc thuyền hy vọng vượt trung dương. Em đâu đâu có ngờ đêm buồn bỏ lại em cay đắng thật thương. Họ ơi tạm biệt nước non.
bỏ đi, thắp lên ngọn lửa hy vọng. Anh phải bỏ đi để em còn sống. Anh phải rời xa mẹ Việt Nam đau đớn. Quê mình rồi đây, em có đợi chờ. Anh tạm rời xa nước non mình yêu kiều, phố phường thân yêu, người quen hàng xóm. Mong vượt biển đông mà lòng anh tan đá, núi mờ mờ xa, ôi ngọn núi ở quê hương. Đêm nay anh gánh dầu ra biển, anh đi ghé đi trên sóng cuộn, thấy gì ở quê hương xa xa, ôi núi mờ xa dần. Đêm nay trên bản đồ có một thuyền ra đi, hiên ngang trên sóng gào, tự do vẫy chào. Xin chào tự do với nỗi niềm cay đắng. Nhìn lại bên bờ nước non mình muối mặn, không nhẹ nhàng. Sau những tháng ngày lênh đênh trên biển, khi đến trại tị nạn thì những thuyền nhân Việt Nam lại phải đối diện với những thử thách mới. Có người phải sống vất vưởng ở trại tị nạn rất nhiều năm, có người sau này lại bị cưỡng bách hồi hương. Nhạc phẩm Đảo Khơi đã được anh Doãn Quốc Hưng sáng tác năm 1980 để diễn tả nỗi buồn của một người bạn đã phải lần lượt đưa tiễn người thân, bạn bè đi định cư, trong khi mình thì vẫn mỏi mòn, chờ đợi, bơ vơ, lạc lõng ở trại tị nạn. Bài hát đó đã viết được cách đây đúng 40 năm. Hôm nay mời quý vị nghe lại Đảo Khơi qua tiếng hát của Mê Linh. Hãy subscribe.
đợi chiều nôn nao theo từng cơn gió sông nghe nỗi ưu sầu sông dù bạc mái đầu tiếng kêu oán hận của bao xác người trôi giạt nơi nơi sông gầm biển đau hỡi ôi con người qua tim mất rồi tình người xa xôi không vừa tay với nên ngày chết không mơ nên tan mọi ước mơ mỗi ta đứng chờ một làn sóng xô đưa hồn lang thang về miền di vang sầu theo Thuyền nhân Việt Nam là một thảm trạng lịch sử, là một vết thương tưởng đã lành nhưng mãi mãi vẫn còn nhức nhối. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc đã có gần 1 triệu người liều chết rời Việt Nam trên những con thuyền mong manh và khoảng gần 100.000 người đã bỏ mạng ngoài khơi, không bao giờ đến miền đất hứa. Từ khi các trại tị nạn ở Đông Nam Á đóng cửa, chuyện vượt biên tưởng đã chấm dứt. Thế nhưng, đã 45 năm qua, 45 năm để Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng đất nước, mà vẫn còn những người Việt Nam liều mạng bỏ nước ra đi qua nhiều hình thức khác nhau. Gần đây nhất là sự kiện có 39 người đã chết trong thùng đông lạnh trong chuyến nhập cảnh bất hợp pháp vào nước Anh.